Yến chưa có câu trả lời. Chúng ta hỏi những người có chuyên môn. Quỳnh, mời em. Vâng, kính thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị. Trời ơi trời. Sao giống họp giao ban vậy em? Theo em ấy thì bạn ấy vừa hát cái bài mình học cách mèo kêu gì đó. Cái cách vuốt mèo rất là thần thái nên là em các bạn hát tốt. Vậy Phan Mạnh Quỳnh mỗi lần ở nhà em hát em vuốt gì? Nhà em vuốt gì có lông? Vặn mấy cái micro với lại chạy phone thôi à. Anh em vuốt lông chó, con chó nhà em cũng hay lắm, cũng thần thái lắm mà em hát nó không hay. Không, tại đó là con chó em. À, phải vuốt. Đang nói về mèo. Trình Đức Bình sẽ nói lý do vì sao Harry không về đội Trấn Thành. Tại sao? Mời Trình Thắng Bình. Em thì là em có nghĩ vậy nè. Em nghĩ là chị Harry với lại Trấn Thành là hai chồng ở chung nhà. Mà dặn giờ đi game show mà hai người ở chung nhà nữa nó kỳ. Ô, chắc chắn là nó chỉ có với em kỳ thôi, còn anh với em vẫn ngọt ngào vui vẻ mà. Dạ, dạ, đúng rồi. Đúng. Nó vợ chồng mà em. Anh hiểu không? Không. Anh không. Anh hiểu em, anh hiểu không? Không. Hai người là chung nhà với nhau á, chị hiểu không? Thì gặp nhau hoài, gặp nhau sáng, gặp nhau tối, gặp nhau rồi mình nói chuyện với nhau quá nhiều, mình đã chung một cái chiến tuyến quá nhiều rồi, chị hiểu không? Em hiểu không? Em hiểu không? Hiểu không? Tức là bây giờ nè, em hiểu không? Nó dạng nói quá trời mà mọi người không ai hiểu gì hết trơn rồi. Em hiểu không? Tức là bây giờ không ai muốn nhận em về hết trơn rồi. Em như là bụi đứa con vô thường nhận, em hiểu không? Em không hiểu kệ em mà mọi người đều hiểu. Yến chưa có câu trả lời. Chúng ta hỏi những người có chuyên môn. Quỳnh, mời em. Vâng, kính thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị. Trời ơi trời. Sao giống họp giao ban vậy em? Theo em ấy thì bạn ấy vừa hát cái bài mình học cách mèo kêu gì đó. Trời ơi. Cái cách vuốt mèo rất là thần thái nên là em các bạn hát tốt. Vậy Phan Mạnh Quỳnh mỗi lần ở nhà em hát em vuốt gì? Nhà em vuốt gì có lông? Vặn mấy cái micro với lại chạy phone thôi à. Anh em vuốt lông chó, con chó nhà em cũng hay lắm, cũng thần thái lắm mà em hát nó không hay. Không, tại đó là con chó em. À, phải vuốt. Đang nói về mèo. Ủa cái phản ứng của anh là đang thích hay là đang anh không hân hoan đó vợ? À vậy hả? Nó nghe là không biết cái lý do gì em luôn là cái nguồn cảm hứng với Trấn Thành vậy em. Em nghĩ thế này, anh hãy nhìn xung quanh Trấn Thành đi. Tất cả những người bạn Trấn Thành, tất cả những người xung quanh Trấn Thành, có ai đẹp như em đâu. Nói xong nghe muốn đột quỵ luôn vậy đó. Thật sự là vậy nè, anh có để ý không? Ở trong ông mình ra gì rồi? Thiệt, ở nè, trong ở nè, trong nè, nghe nghe nói lại. Em không coi anh ra gì rồi. Nè, dù gì anh cũng là diễn viên điện ảnh nha. Người ta nam thần điện ảnh mới tập tạ bùng mỡ mới mất. Nói là yếu luôn, gặp nó yếu luôn á. Bình ơi Bình. Dạ. Cái bên chị là, cái bên em là ai? Là chị á hả? Ừ. Em không có coi ra chị gì hết trơn hả? Coi ra chị là cái gì? Không coi chị ra gì hết. Không coi chị, chị ra gì hết trơn hả? Đã dập người ta còn văn dụng về nữa. Ê. 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 Không, có nghĩa là nó nói là nó đẹp à. Nên là nên người ta bu kia nhau hãm hại. Đúng nó. Đúng rồi đó. Hiểu ý em đó. Ừ. Giỏi. Không mấy bây giờ nè, bữa nay Bình nó đẹp quá. Cất Bình ra góc ngồi riêng đi được không? Cái gì nữa có anh? Có cái chuyện đó. Vậy bây giờ Harry, em muốn về đội ai? Đội chồng em hay đội bạn chồng em? Anh Nghĩa ơi, thật ra em phải nói như thế này. Một bên là người yêu và một bên là một anh trai rất là em thích trong nghề. Rất là em thích trong nghề hả? Dạ. Dạ đâu, quen đi, tập quen đi. Dạ. Ở vậy mới cần cô giáo, gia sư đó. Cho nên em, riêng em, đôi nào cũng như nhau thôi. Bây giờ quan trọng là Trình Thăng Bình không thích ai hơn. Để chọn cái đội thích. Vậy không? Đưa hàng của liền không gánh nặng nữa, đưa qua kia. Có gì, em có thì gì? Chọn ai cũng được hết trơn. Đúng hồi rồi. Hồi nãy ở trong hậu trường, Trình Thăng Bình phỏng vấn nói hay lắm. Trình Thăng Bình sẽ nói lý do vì sao Harry không về đội Trấn Thành. Tại sao? Mời Trình Thăng Bình. Em thì là em có nghĩ vậy nè. Em nghĩ là chị Harry với lại Trấn Thành là hai chồng ở chung nhà. Mà dặn giờ đi game show mà hai người ở chung nhà nữa nó kỳ. Ô, chắc chắn là nó chỉ có với em kỳ thôi, còn anh với em vẫn ngọt ngào vui vẻ mà. Dạ, dạ, đúng rồi. Nó vợ chồng mà em.
Anh hiểu không? Không. Anh không. Anh hiểu, anh hiểu không? Không. Hai người là chung nhà với nhau á, chị hiểu không? Thì gặp nhau hoài, gặp nhau sáng, gặp nhau tối, gặp nhau rồi mình nói chuyện với nhau quá nhiều, mình đã chung một cái chuyến tuyến quá nhiều rồi, chị hiểu không? Em hiểu không? Em hiểu không? Hiểu không? Tức là bây giờ nè, em hiểu không? Nó dạy nói quá trời mà mọi người không ai hiểu gì hết trơn rồi. Em hiểu không? Tức là bây giờ không ai muốn nhận em về hết trơn rồi, em như là bụi đứa con vô thường nhận, em hiểu không? Em không hiểu kệ em mà mọi người đều hiểu. Mình ơi, bây giờ em thích đội nào em sắn về đại rồi đó. Ờ, sắn về đi em. Còn lại là Harry. Không, là bây giờ em nghiêm túc, em phân tích lần cuối. Trời trời. Phân tích nữa kìa. Thề, không, cái này nghiêm túc. Lần cuối luôn. Rồi sao? Em nghĩ là mọi người sẽ hiểu. Rồi, nói đi. Hai mùa vừa rồi là em tham gia rồi. Và lúc nào em đoán cũng trúng hết á. Không bao giờ em đoán sai hết. Nhưng mà đồng đội của em á là anh Giang á. Là hai mùa đều hai mùa vô đội anh Giang. Đồng đội của em, em rút kinh nghiệm rồi lần ba. Em tại vì em tham gia ba chương trình mà chẳng lẽ tham gia ba chương trình mà thua hết. Kỳ. Rồi thôi rồi, hiểu rồi, vì em sắn đi, em sắn. Chị hiểu không? Chị hiểu không? Hiểu lẹ. Chị hiểu. Hiểu lẹ cho em nó về. Chị hiểu rồi. Chị hiểu không? Hiểu 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 hiểu. Tức là muốn giành cái tổ của em đó Harry. Anh ơi, tức là vậy nè, đơn giản á là Trịnh Thăng Bình á không có thích anh Trường Giang. Đó, ý là vậy đó. Mà em thích Trường Giang mà đúng không? Em rất thích ạ. Cho nên em về với Trường Giang cho nó gọn gàng êm ái. Đi, mời em. Thì nguy hiểm dục nha, nguy hiểm nha. Em nghe đầu ở gần nhà nhau phải không? Dạ, gần nhà. Thì đó, 12 giờ đêm giật mình dậy, ơ chồng đâu rồi, ngoài kia, ê ê ê, chết. Thường chương trình của chúng ta đó là những cái câu thoại trước đó của các bạn sẽ bị xử lý làm cho méo tiếng đi. Thôi nhưng tại sao cái cô nàng này nói một cách rõ ràng cho chúng ta nghe như vậy? Vì đó là một âm mưu tương kế tụ kế. Cô Nguyễn Thị Ngân sẽ cho chúng ta thấy tất cả mọi thứ để chúng ta cảm thấy rằng ơ cái gì mà dọn sẵn mâm dễ ăn như vậy. Chúng ta sẽ nói ông nhỏ này cài vợ nè. Nhưng thật ra bạn ấy hát hay thật. Tại vì cái gương mặt nó nhìn rất chủ động. Và bà Ngân đã bị chúng ta bắt qua cái mưu kế của bà rồi. Không trúng kế được đâu Ngân. Em còn non lắm. Còn ý kiến của Quỳnh thì sao? Em nghĩ bạn hát hay, bạn hát bài Em Gái Mưa đấy. Nghe có vẻ nhìn ra được luôn bài Em Gái Mưa rồi. Em đoán lụi thôi, mọi người cứ em đoán thế để cho mọi người tưởng nghĩ là em có chuyên môn đấy mà. Nghĩ là em có chuyên môn ấy mà. Em có chuyên môn thật đâu cần phải nói vậy. Ủa là sao? Em làm cho mọi người nghĩ là em có cầm em biết vấn đề ấy, nhưng mà thực ra em chém gió thôi mà. Thì nhưng mà em thấy bạn là hát hay đó, kiểu như là cũng hát gọn gàng cái giọng cái nốt ra rất là có cá tính, nó gọn rất là dễ thương. Thì em đoán là dài tốt. Báo cái hung tin nè. Hung tin sao? Anh nói đi anh, phán đi anh. Bạn này tại sao ước mơ làm ca sĩ? Tại vì không bao giờ bạn ca được. Như cái kịch bản nó nói vậy sao anh? Bạn này ca là vui bung nóc luôn đó. Vui lắm luôn đó. Vui lắm hả? Em coi chừng nha. Nha, đã có tập em bị bà Ngân bà lừa. Từ đầu đến đuôi em sai hết đó Thành. Vậy cho viết lên cây giống tôi không? Thật ra thì lý trí em nghĩ bạn này hát không hay. Còn con tim em thì đồng ý với lý trí. Trời. Tuấn thấy sao Tuấn? Em thấy cái câu cuối cùng ấy là giống như là nó hà đi đó. Em nghĩ bạn này hát hay đó. Ôi trời con hiểu ơi. Hiểu không? Hiểu em cái gì? Nó chỉ vô mặt không biết là đồng tình hay đúng không? Đúng không? Đúng không? Không biết là đồng tình hay đúng không? Không đồng tình, em đồng tình. À, đồng tình phải dơ vậy chứ. Đúng rồi, đồng tình phải vậy chứ, tại sao chỉ mặt người ta như vậy? Không. Đồng tình mà như nào? Đồng tình là gì? Không, ý là hay. Ủa gì kỳ vậy, cái gì cũng hát được mà sao diễn kỳ vậy? Thế giới đảo lộn hết. Cái bạn gái coi làm sao? Em gái ơi, nãy giờ chui vô nách có thấy mùi gì không? Bà số 5 cho mượn cái video kìa. Bà số 5 ơi. Dạ. Trời má, cái nam diễn hơi bị sâu. Hơi bị sâu. Số 5. Số 5 ngồi lâu quá. Ngủ luôn. Bà ngủ ngồi á. Ngủ mà mắt nó mở. Kêu. Kêu ngủ luôn rồi. Em yêu người bạn trai em vì cái điểm gì? Giọng hát hay là cắt cỏ? Dạ cả hai luôn ạ.
Bé bẹn lẻ tương. Em ơi, hai đứa hết rồi, không được hỏi nữa Bình. Ê, thiệt luôn á, mình bị chút mình thua là đổ thừa Thành luôn á. Cái gì? Nè, chú ngồi đây, không ai cảm chú hết. Anh Đại Nghĩa kêu hỏi, tất cả mọi người ở ai cũng tập trung vô câu hỏi. Chú lo, chú cười. Đúng ta rồi. Hỏi xong cái chú quay qua, em ơi, thì ta cản là đúng rồi. Đổ thừa gì tôi? Cái giờ tự nhiên giờ nói chuyện mắc cười không cho người ta cười. Vậy đừng nói đi. Thì em cứ cười. Dạ em cười rồi đó. Đó nhưng mà thôi đừng hỏi. Rồi tiếp tục đi anh. Em chỉ phân tích về các bạn kia giùm anh thôi. Rồi vậy rồi em phân tích đúng không? Đẹp trai. Một lời nhận phân tích rất là sâu sắc thưa quý vị. Rất sâu sắc anh ơi, quá sâu sắc. Tệ kìa. Không, có ý định hết. Sao? Đẹp trai. Thì sao? Cao. Ờ. Chẳng lẽ hát hay nữa. Có sao em đâu. Em rất nhiều người hoàng hoàng mỹ mà Bình em... nói ý Bình nói là không ai mà cho ai tất cả hết trơn. Dạ. Thì đúng đúng ông trời đâu cho ai tất cả. Nè, Bình cao không? Cao. Đẹp trai không? Đẹp trai. Bình hát hay không? Hay. Thì cái điều còn lại cuối cùng là khùng. Trời ơi, vậy thôi chứ. Phải có chứ, làm sao. Ít là phải có cái gì khiếm khuyết đúng không? Đúng vậy. Em biết là bây giờ là một mình em bị chỉ mũi dùi rất nhiều. Nhưng đúng thật sự là các bạn hiểu không? Các bạn để ý nè. Hiểu. Là hiện tại ngay cái sân khấu này, tại sao tôi bị dập nhiều nhất? Tại vì tôi đẹp nhất. Anh Thành ơi, ơi. Anh Xin. A Xin kìa. Em chỉ muốn gửi lời một câu. Gần mực thì đen đúng không nào? Ừ. Vậy là gần tôi riết sẽ đẹp theo. Sẽ được gần tôi là sẽ từ từ sẽ được lấy đẹp. Thấy chưa? Tôi nói chưa? Rồi. Nó bị tật nguyền về tâm lý mà mày tin tôi. Bỏ qua chữ đó đi. Còn Tú sao em? Em nghĩ nữa? Em không, cái này bị Bị gì? Bị đẹp trai nhưng mà bị trâu chuốt mà nó điệu á. Tại làm đại gia mà em phải trâu chuốt chút chứ. Không, em nghĩ là bạn rap hay nhưng mà hát không hay. Thật là cái giọng nói của bạn ấy, mặc dù trong clip mình cố tình mình cắt bớt cái tần số thấp đi, nhưng mà giọng là giọng nói cũng giống Châu Đông Khoa và giống anh Chi Dân lắm nha. Nhưng mà ấy, giọng hát thì em cũng chưa có cái tổng kết nào được. Tuy nhiên thì bởi vì mọi người đã hỏi thì bạn ấy hát hay rồi ạ. Quỳnh nó nói như đi họp nhưng em chưa có cái tổng kết nào. Về cấu tạo, bạn này là theo kiểu là mồm trôi chảy, đớp táp rất tốt. Đấy. Cái gì ạ? Đớp táp. Đớp táp. À. Cô giáo mà. Cô giáo không quen dùng từ đấy. Cô giáo chưa dùng từ đấy. Là mình phải nói những cái từ cho nó chuẩn mực nè. À, đấy. À, bạn này phun thở rất tốt. Đấy. Lấy hơi đúng không? Phun thở rất tốt. Bây giờ vẫn đang đẹp nha, đang thiết cảm đấy. Giờ cho cứ cho là tốt đi. Rồi, mời tới thầy giám thị nè. Dạ em cũng thấy hay là bạn kiểu dáng cũng thể thao lắm. Tức là bạn ấy rất là năng động nha. Tức là trước đây có tham gia công tác đoàn. Và qua tới thầy giáo phụ đất đội rồi. Ồ, hay vậy. Có thể hát được những bài phong trào rất tốt. Thì thành thử ra nhưng qua tháng năm thì giọng bạn cũng sẽ càng ngày càng tốt lên. Thì em nghĩ là qua tháng năm á ơi. Với cái kể như dữ biết ta luôn á. Phải, anh thấy Quỳnh nhận xét lời nói nó như là viết nhạc vậy đó em. Em vẫn nghĩ rằng bạn hát tốt đúng không? Dạ bạn hát tốt ạ. Qua tháng năm giọng hát càng ngày càng tốt lên. Vâng, giọng khá là chắc ạ. Và rất là sáng sủa. Mình nghe những người mà rất là mô phạm nhận xét về bạn này. Rồi bây giờ mình nghe cái người thiệt chợ nói nè. Biết. Rồi bây giờ mình nghe cái người thiệt chợ nói nè. Biết. Quá, nói cái gì anh? Trời ơi, em than gì mà nói chợ là sao? Không, em là có chợ, em siêu thị. Nói siêu thị. Không, lấp lánh siêu thị cái gì? Ok, xin lỗi em, supermarket. Không giận, không giận. Ý có lúc này lúc kia, chợ phiên. Lâu lâu có một lần. Không được, chợ là không thích. Chợ là không thích. Bây giờ nè. Mall. Mall đi rồi. Mall. Department store. Mỹ, bên Mỹ cái mall. Sao mall? Thì theo mall thấy á. Theo mall thấy là bạn này có một cái dáng đứng rất là cường tráng. Một có thể có chắc chắn là có thể lực. Bà đang tìm chồng hả bà? Đang nói về ông hát đây nè. Đang tìm chồng cho Tú. Ừ. Hả? Chị đang tìm chồng cho giùm em luôn, sẵn mo nó my gu, nó my gu. Ồ, ok thôi chị sai. Tú nói bạn này không phải gu Tú hả? Gu Tú là gì vậy? Dạ. Dạ gu em là anh á. Hả?
Em nói gì? Cô em là anh đó. Cô em là anh đó. Ôi rồi quá rồi, hai em rồi. Em rối quá. Cái ông này hát hay đó. Không lẽ giờ số 6 hát hay rồi số 7 cũng tiếp tục hát hay sao? Hay. Bình thường chương trình mà. Tại vì biết sao không? Quá nhiều sự giả tạo xung quanh anh ta để bao che cho anh ta về cái mặt hát hay. Hãy nhìn người yêu anh ta đi. Đứng lên Tuấn. Sao? Ê sao không? Không là tôi đi mà thôi, sao em là em ngồi im, em ngồi im đi, ngồi im đi. Cho xin hai chữ bình yên đi. Vậy giờ Kiều Minh Tuấn có tìm được điểm chung nào với bạn này không? Sao không hỏi tôi đi, nãy giờ tôi không được biểu diễn. Nè, xin ơi, mình muốn nói như vậy. Mình nói gì tiếp? Là cái bạn này mình nghĩ là hát cũng tốt đó tình ơi. Và mình thấy cặp đôi này cũng giả tạo nhẹ nhẹ đó. Ok, ok. Hết rồi anh, của em hết nha. Hết rồi ha. Anh xong. Thấy thường quá coi kìa. Trời ơi, giống như là bị xã hội kỳ thị vậy đó. Ủa, đâu có ai đâu. Ủa, có ai cho mày nói không? Ê, đâu có ai đâu. Đừng nói gì ai. Trời ơi. Đồng độ đó. Đồng độ nó mới coi như cô hồn vậy. Mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ có 30 giây nha. 30 giây để mình bàn luận với nhau. Mình coi coi là bạn nào là bạn hát dở. Mình chọn ra cái bạn đó nha. Bây giờ mời đội của Trấn Thành với Kiều Minh Tuấn nè. Bên đây đội của các Phượng, Trường Giang, Harry. Chúng ta bắt đầu thảo luận với nhau nè. 30 giây bắt đầu. Hết giờ, hết giờ. Anh Nghĩa, anh hiểu không? Anh hiểu. Tuấn, mình nói gì bạn hiểu không? Dễ hiểu quá. Trong khi có một người nói hoài cả thế giới không ai hiểu. Ủa bạn ở đâu rồi vậy? Em nè. Bây giờ không mấy giờ á, chút mà định loại đội nào tôi vô đứng chung đội đó luôn. Duyên cháu về. Duyên kìa. Loại đội này tôi lên đứng chung luôn. Em ơi, ba đứa đi về luôn. Bé kia nó phang cái đầu bây giờ đó. Ngay cái thằng cỏ nó đó. Giống như tự nhiên mình đứng như đội nào trù được nó rớt vậy. Đúng đó. Đúng rồi. Rồi thằng Bình nó mê con này gõ, hồi nãy bị gõ một cái khùng rồi chưa về. Đi ngoan, thương. Nãy nỉ đi, giờ nãy nỉ đi bây giờ. Về. Xin lỗi tôi. Xin lỗi. Thương về. Lần sau cho nói không? Cho nói. Lần sau phải con cho nha. Cho. Nó sợ mày cắn ta đó. Rồi, bây giờ sao em có thể sống với một cái người đàn ông mà người ta có thể tiêm nhiễm vào đầu mình những cái điều tiêu cực như vậy? Em tin vào anh Giang rồi ạ. Người ta có lòng tin thì đâu có về bên đó. Thế sao có thể tin một cái người như vậy mà? Tin đồng đội. Như thế là trung thành. Bây giờ mà Thùy Chi không tin Giang mà tin em mới lạ đó Thành. Đúng rồi. Em gạt quá luôn. Ừ. Quỳnh, là hôm nay hát gì? Bài nhạc. Hả? Nhạc. Bài nhạc. Dạ. Bài nhạc. Bài tên nhạc. Bài tên là nhạc á anh. Bài tên nhạc. Nhạc nhẽo. Nhạc nhẽo. Mới rộn tưởng bài nhạc. À. Bài nhạc nhạc nhẽo. Yến Duyên. Thích mò quá. Mò mà. Thiệt luôn. Có diễn cái gì đâu. Ok. Ủa, cảm ơn em. Cho YouTube em có coi cái này rồi. Có coi cái bài này coi rồi. Xong cái màu nó giật mệt lắm. Nếu mà hát thân thì khó nhưng mà làm thế thì ai chả làm được. Nhưng mà em thấy được không? Trời dâm. Lộn với sân cũng không biết là khớp hay không khớp. Vậy hả? Nấu dịch rồi. Nó nhép miệng rồi. Làm cho những người ở đây bình luận phải mệt mỏi. Loại. Có cảm giác đưa cái bài này ra như liêu liêu mấy cái người thì vậy đó. Kiểu mà giống như khách biết hát hay không đó. Kiểu gì? Rõ ràng là khiêu khích. Cà khịa mình đó. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ để tập được cái đoạn nó không có đơn giản đâu. Anh chưa thấy cái lưỡi của con Yến với lại Tú nó đánh đâu. Lưỡi của con Yến với Tú đánh rồi mà đánh trứng nữa. Anh nói hồi em tưởng tượng giống tắc kè rồi. Thử ra coi. Tú ơi. Là hết vậy?
dở, làm được là hết dở. Vô hết. Em nghĩ là hát hay. Cán bộ cái diễn á. Để nghe cán bộ nói. Cán bộ phường nói. Làm đi. Mày cần chỉ phải đưa cái lưỡi ra ngoài. Em à. Chỉ ở trong bên trong là xong rồi. Nói thật nha, anh thấy em làm không có điêu luyện bằng Yến luôn á. Thì đúng rồi. Nó được, sao được. Rồi Yến là nó lấy lưỡi xài hàng ngày mà. Hả? Cái gì vậy? Ăn uống không? Em đâu phải chó đâu mà liếm của đó. Không, như em ăn. Không đùa em sao em không hợp tác với anh gì trơn. Cách hết, cách hết. Tưởng tượng mà là ăn uống cái gì chúng nó. Thì em ăn cái gì khác cái được mệt rồi. Bây giờ cho nghỉ làm 10 phút được không?